chỗ ngồi để chương trình được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Bài này là khi mà có nhạc thì sẽ bắt đầu luôn ạ. Cháu sẽ không giới thiệu vào bài này ạ. Bắt đầu. Thank you.
thời gian là chào cờ. Cho ấy rồi, vâng. Bài 1 là 7 phút rưỡi, 7 phút đấy. Ok. Mở to cái tiếng lên một chút nào. Phong trào hoa bé của quần chúng, trong đó có người cao tuổi phát triển rộng khắp. Xin kính mời quý vị cùng hướng lên màn hình sân khấu và theo dõi những hình ảnh chúng tôi vừa thực hiện. Sau đây là phóng sự Hà Nội buổi sáng ạ.
Không xong rồi. Đây cơm này. Cơm đi chưa mặn cơm chưa? Cơm luôn đi cho cái kiểm tra xem chất lượng được cái này. À rồi, ok. Rồi. Mở đĩa đây. Mở đĩa lần dầu lên này. Mở đi. Không, cứ mở đi, cứ mở đi. Mở đi để cho người ta xem nữa. Cứ mặt đi nhỉ. Thì là cho vào chơi, hay kẹp đĩa kia. Nào, trong khi múa rồng thì hoa sen vào đi. Ban tổ chức báo chí